Bắt được nhà chính anh em ơi. Trời ơi, bắt được nhà chính thì win chặt rồi. Bắt được nhà chính thì cảm giác là win chặt rồi cả nhà. Ok luôn. Hi cả nhà. Vâng, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với chương mình nha. Mình nhóc OT đây. Như vậy là hôm nay chúng ta đang có rất là nhiều sự kiện mới cả nhà. Thử thách lễ tình nhân này, nắm đấm khổng lồ, và bên cạnh đấy nữa thì chúng ta sẽ có khí cầu tăng tốc anh em nha. Đặc biệt hơn đó chính là nữ hoàng thợ săn trái tim cả nhà, một bộ skin mới đến với chúng ta. Đột kích cuối tuần này, thử thách mùa giải tháng 2, và đây là cái giải đấu hội chiến. Sự kiện cường hóa đội quân đội một ngọc rất là ok. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về đó chính là bộ skin thợ săn trái tim anh em nha. Rất là đẹp đúng không? Về bộ skin tím cả nhà rất là tuyệt vời dành cho tất cả anh em nha. Còn đến bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đến đó chính là thử thách lễ tình nhân với lại nhóc MT này. Hiện tại nhóc MT cũng là lần đầu. Ôi dồi, căng phết nha. Ở đây à, không có gì cả. Ok, cả nhà mình đợi nhóc của T một xíu xíu nha. Không bắt được con mà pháo đại đá đâu anh em ạ. Tháp bom được lấy đi kìa anh em kìa. Cũng hay phết đấy. Dỉa vào đây. Nếu như mà như vậy thì chúng ta sẽ lém sâu sâu, và là còn có thể là bắt được cả con máy bắn đá cũng lên đấy chứ nhỉ. Ok cả nhà mình này. Ok luôn. Ok luôn anh em. Rồi. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Chúng ta cùng triển khai lực lượng. Ôi giời. Ôi chết rồi, đại quản giáo chế độ mô tô bay luôn anh em ạ. Lú như một con cú luôn anh em mình ơi. Ui lắm quân nội. Lắm quân nội thế. Cái đạo quân nội mình cũng không biết là đạo quân nội gì nữa đây này. Nhiều một cách kinh khủng bố luôn anh em mình ạ. Vẫn còn nhà chính. Căng phết đấy. Nếu như vậy như thế này là nhóc vào đây có cảm giác là căng căng nha. Queen Queen có lẽ phải gồng rồi. Ấy da, ấy da, ấy da, Queen còn. Queen này đi với gì ạ? À? Queen đi với TT à? Không phải là thằn lằn anh em ạ. Không phải, Queen đi với thằn lằn anh em ạ, chứ không phải là ngựa. Như vậy là chúng ta chỉ còn một mình con Queen thôi. Con map thì cảm giác khá ok nhỉ. Ok. Đó là cái trận đầu tiên thì nhóc của T đã bị ala fail rồi anh em nhá. Rồi, và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ lại với lại nhóc của T anh em nhá. Ở đây thì nhóc của T sẽ cho một con Super Archer vào đây anh em này. Super Archer nữa này. Và Super Archer nữa anh em ạ. Mục tiêu của mình ấy thì sẽ là để ba con Super Archer này bắt vào ba con kho này cả nhà nhá. Và chúng ta sẽ sử dụng 4 bình động đất ở góc dưới này đi, đúng không? Tiếp tục Super Archer và Super Archer. Đó. Mục tiêu của chúng ta sẽ bắt cả nhà chính nữa anh em nhá. Bắt được nhà chính không đấy? Phải cháy không bắt được nhà chính anh em mình ạ. À. Không bắt được nhà chính anh em mình ạ. À. Căng rồi, căng rồi, căng rồi. Mục tiêu của nhóc của T là không bắt được nhà chính rồi. Ok luôn. Bình storm này. Bình storm để đánh cả nhà này. Super chơi đi vào trong nào. Đoạn này căng quá. Mấy con Super Archer đi vào trong cảm giác chậm thế. Mấy con Super Archer đi vào trong cảm giác chậm thế nhỉ.
Tiếc là có cả đống kia trong nhà chính kìa anh em kìa. T đang bị đốt hay sao nhỉ? Ây da. Ây da. TT đâu rồi? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chắc phải gồng queen lên thôi anh em mình ạ. Rồi, nhà chính lấy được đi rồi anh em ơi. Ui, cuối cùng thì chúng ta cũng đã kin được 3 sao cả nhà mình nhá. Wow. Hơi khó một xíu đấy, nhưng đó là cách của nhóc MT. Còn không biết là có anh em là có cái cách nào mà đơn giản, gọn nhẹ và dễ chơi hơn không. Nhưng mà đầu tiên mình vào mình có cảm giác khá là dễ dàng thôi. Nhưng sau khi đánh thì mình cảm giác là cũng được, không để lỗi là quá tệ cho lắm. Ở đây thì nhóc MT đang có thuốc tướng quá nhiều rồi đấy cả nhà. Thì cái thuốc tướng này ít khi nhóc MT cũng dùng lắm, nên là thôi chúng ta sẽ nhận 400 điểm kinh nghiệm. Bên cạnh đấy nữa thì chúng ta sẽ ngọc nhận 30 ngọc anh em nhá. Và nếu như anh em nào mà nhận 20 ngọc thì các bạn sẽ nhận thêm một thuốc tướng nữa. Rồi, khá là dễ dàng thôi đúng không? Bây giờ anh em chúng ta sẽ lại với lại nhóc MT anh em này. Cái mục tiêu thì ở đây các bạn nhá. 1 này. 2 này. Và 3 cả nhà này. Đó. Và ở đây thì cũng sẽ 1 2 và 3. Và động đất thì các bạn sẽ lém vào đây cho mình nhá. 1, 2, 3, 4 bình vào đây đúng không? Ngon luôn. Đấy. Ui, phát này bắt được nhà chính anh em ơi. Trời ơi, bắt được nhà chính thì win chặt rồi. Bắt được nhà chính thì cảm giác là win chặt rồi cả nhà. Ok luôn. Golem, Queen, Đại Quản Giáo này, Super Archer này, Lũ Tướng Hoàng Gia, các kiểu là điểu này. Hãy để ý nhá, bởi vì con king nó dễ bị Rồi, các bạn để ý không, con king xuống còn tí máu kìa. May mình gồng lên sớm không thì thôi. Hai con Velo một tia đang đốt. Trời ơi, căng gì mà căng thế cơ chứ lạ. Vừa đã thế là còn có thêm, đó chính là cái bầy skeleton nữa. Ý da da. Ý da da, mình cũng hoảng con nhà bà hốt dần đấy nhá. Rồi, ngon luôn cả nhà mình ơi. Ở đây thì không có nhà chính nên chúng ta cũng không sợ nhiều cho lắm đâu. Này thì bắn mình này. Góc này thì vẫn còn. Ui giời ơi. Sau khi nắm được kiến thức cái cách rồi thì mình thấy rằng là clear cũng khá là dễ dàng thôi. Cũng không thật sự là quá khó cho lắm đâu. Hoàn toàn là nếu như anh em chơi hoàn toàn là có thể chấp được spell các kiểu là điểu đấy. Nhưng ở đây thì nhóc của T sẽ không chấp spell anh em nha. Rồi. Rất là dễ dàng đúng không nào? Đó chính là cái cách của nhóc MT đây anh em ạ. Tự mình tự nghĩ ra cả thôi, tự chơi thôi. Đó chính là con nạc khác của nhóc MT anh em nhá. Ở đây thì các bạn sẽ lém như này cho nhóc MT này. Cái con này thì các bạn lém chách chách một tí như thế này thì các bạn chắc chắn là sẽ kill được căn nhà này cả nhà nhá. Ok. Nhảy động đất. Ui, ui ôi, hình như vừa đúng tròn một lỗ để cho nó đi vào cả nhà mình ạ. Vừa đúng tròn một lỗ ở đây, ăn được cả con máy bắn đá nữa này. Thật ra là nếu như bạn lém chuẩn ý thì bạn có ăn được cả, đó chính là con máy bắn đá ở đây nữa đấy. Nhưng mà, wow, bãi cháy con nhà chính trên đây, tại sao mình không ăn được nhỉ? Thôi được rồi, bỏ qua đi. Nếu như mà đánh lém chuẩn là chúng ta ăn được cả cái con nhà chính nữa cơ cả nhà. Nhưng mà ở đây thì, ui dồi, Đại Quản Giáo bay luôn à. Xịn sò xe bò nhé. Đại Quản Giáo bay thì chịu rồi. Đại Quản Giáo bay thì mình chịu rồi cả nhà. Nhà chính vẫn còn anh em ạ. Trận này nghe chừng hơi toang toang hơn một xíu thôi. Nhưng mà chắc có lẽ vẫn đánh được. Không phải là không sao đâu anh em ạ. Bởi con nhà chính nó còn. Nhưng mà nếu như mà không thì các bạn bắt chuẩn ý, thì các bạn ba con ao chơi trên là bắt được con nhà chính đấy. À, Tecla ra cả nhà này. À, à, Texila với chúng tôi này. La Sita với chúng tôi này. Infalo với chúng tôi này. Ui, Lũ Tướng Hoàng Gia bị bắt cả nhà ạ. À. Ngon, vẫn cứu được Lũ Tướng Hoàng Gia anh em nha.
Nào, nhà chính được clear đi rồi anh em. Thật ra là ở cái phát kia nếu như các bạn không bắt được nhà chính thì chúng ta cũng cấu máu được rất là nhiều. Nên là con Super Cher nó chỉ cần hit Hà Rama qua một tí thôi là chúng ta sẽ chinh phục được ngay. Dưới đây thì còn con Tekla, những nữ tướng hoàng gia và có cả TT đi cùng nữa thì chắc chắn là không thể làm gì chúng ta rồi. Và đó lại là một trận đấu 3 sao rất dễ dàng cho con map lễ hội tình yêu đúng không? Đó, nhận được phần thưởng luôn anh em này. Thử thách lễ tình nhân anh em ạ. Thử thách lễ tình nhân. Ok, và đó là cách của nhóc OT. Còn không biết là tất cả anh em chơi cái cách nào. Và video của mình kết thúc tại đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Bye bye cả nhà.